Hello, mình Cao xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay mình quay cái video để gửi đến anh chị em mấy cái em bút con. Đó thì mình đang ở trong cái phòng nuôi chó nè. Đang ở trong cái phòng nuôi chó con thì bây giờ mỗi em là bút pháp hôm bữa đó cái video trước á, mỗi em đều phải tách ra một ô rồi thay tả. Đó em này thì đang thay tả với lại check format vô tại vì em ấy đái nằm lên nó bị hầm, nó bị hâm á. Rồi. Đây đây là bốn em bút mình mới có về bốn em bút này đó, chiếu sát mặt vô vỏ ok không, mặt mũi rất là đẹp ha. Đây là em cái, rồi một em, đây là em cái luôn đó, hai em. Rồi còn đây là em đực. Wow, đực này wow chưa, em đực là đầu bự ha, thấy không, em đực là đầu rất là to. Rồi mảng người là trên trên người nè, mập mập ha, chiếu vô đó mập mập. Rồi đang nằm ngủ tại vì mới 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 chuyển về, mới chuyển về nên mấy hả hai mấy mấy đang mệt đi ngoài nắng, mà đang ngoài trưa trời trưa nắng. Rồi đây là em đực luôn ha, ổ này hai đực hai cái. Rồi ổ này mình bán với giá là 4 triệu rưỡi một bé, 4 triệu 500 ngàn một bé nha cả nhà, một em là 4 triệu rưỡi. Ai yêu, anh chị nào yêu thích em nào đực hai cái thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình Cao qua cái số điện thoại 0939 222211. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo mình vô trong, còn thêm mấy em nữa đi luôn ha, đi vô trong đây. Rồi bên đây là mấy em đực ha. Đó. Rồi ok. Đang chuẩn bị cho ăn nè, cho ăn được một ít rồi. Đó, thịt xào cho mấy em chó con. Thôi im con, im thôi. Thôi 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 thôi, im 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 im. Không sữa. Thôi nha. Rồi bây giờ mình còn ít lắm, ít bé lắm chứ không có nhiều. Đó. Đây. Bây giờ đây luôn. Rồi trong đây. Trong đây thì mình có hai bé đực. Rồi. Hai bé đực ha, hai bé này thì chích ngừa rồi. Hai bé đực. Ra đây luôn con. Đó, hai bé đực. Ủa sao ướt nhem vậy? Chắc mới xịt nước rửa chuồng. Đây hai em đực nha cả nhà. Rồi ok. Hai em này cũng 4 triệu rưỡi một em luôn nha. Mình đồng giá hết, 4 triệu rưỡi một bé. Đó. Chứ gần vô. Chứ đây gần, quậy lắm. Rồi, rất là quậy, rất là lanh lợi ha. Hai bé đực. Rồi, qua bên kia là hai em bull pháp. Để mình kéo cái dây này qua. Đây, hai em bull pháp bò sữa Bắc Gia Lộc. Rồi, đây là bé cái ha. Đây là bé cái. Đó. Cục đòn ha. Hai em này là con của heo sữa nha cả nhà. Con của heo sữa. Rồi một em. Còn em này là em đực. Ra đây con. Rồi em này là em đực. Đực ha. Thì hai em này là giấy chip đầy đủ hết. Im con im con. Hai em này giấy chip đầy đủ hết. Thì em đực này mình bán với giá là 15 triệu. Em đực này 15 triệu. Đó. Ui nè. Mảng màu bò sữa ha. Rồi mặt rất là xinh xắn. Rồi kế bên đây là em cái bò sữa. Rồi quay vô luôn trong luôn vỏ. Đó em cái bò sữa. Thì em này mình báo giá với giá là, để coi. Em này hôm nay mình báo giá là
báo giá là 7,5 triệu. 7,5 triệu ha. Em này chích ngừa ok hết rồi, ra đây con. Ra đây, lại đây, lại đây. Quay vô luôn, quay chĩa máy ngang qua đây, đúng rồi, lại đây. Có được cái mặt lên cho nhà xem. Rõ ràng ha. Ok, mảng màu trên người lại đây con. Rồi mình bắt ra luôn. Để ở trong chuồng nó vậy á. Ây da, da, da. Ây da, chui vô luôn. Ây da, chui vô, chui vô, chui, chui vô. Nặng quá rồi, mập lắm ha. Rồi ok, để hồi tắm rửa cho mấy mé này luôn nha. Đó rồi, mập mạp chích ngừa đầy đủ rồi. Em này là thôi con, em này là 7,5 triệu nha. 7,5 triệu rồi, vô chuồng. Còn một bé nữa, bé bút cái. Bé bút cái đâu? Đây, bé bút cái trên đây. Ô, bé bút cái đang ị à ha. Để mình xịt vô cái chuồng cái, quay luôn ha. Mình vệ sinh cái, mình xịt vô cái đây cái. Đó. Chà rửa. Rồi lấy vẽ lau lau khô lại. Chiếu trên đây thôi nè. Chứ đừng quay xuống. Quay xuống rồi thấy mất công rồi, cái hình ảnh nó ghê quá. Quay xuống cái hình ảnh thấy nó ớn quá. Rồi, đó là em cái nha. Thì xong cái mình lau chuồng. Lấy cái khăn nè, mình lau qua cái cho nó khô. Đi nó đỡ ướt, ướt chân đó. Rồi ok, đây là em cái ha. Tại vì em cái này đẻ xong. Hai em cái hồi nãy, hai em đực hồi nãy là con của em cái này đó. Rồi em cái này mình bán luôn nha. Em cái này đẻ một lứa, mặt mày rất là xinh. Rồi vô đây con, em cái này để coi mình bán với giá là, em cái này mình bán với giá là 9 triệu. 9 triệu nha cả nhà. Đó, cục đòn ha, đuôi xoăn tít luôn, thấy không, chiếu qua đây luôn cho sáng sáng sủa lên. Đúng rồi, mặt mày rất là xinh ha, tướng body cục đòn, đuôi xoăn. Về cho anh chị nào chơi dưỡng lại. Tại đẻ xong rồi bây giờ lông nó sẽ sơ sát, nó thay hết đợt lông này. Ăn uống đồ vô thay đợt lông này xong sẽ mọc lông lại đẹp, chuẩn bị lên giống lứa mới. À, rất là lanh lợi ha. Mặt mày nhăn đẹp, đuôi xoăn đẹp. Rồi giá em này là 9 triệu. Ok. Rồi nếu như các bạn mà yêu thích bé nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình Cao qua số điện thoại 0939 22 2211. Đó, ngày hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Rồi sắp tới mình sẽ quay mấy cái em buôn pháp nó lớn lên. Hôm nay cũng mở mắt rồi. Rồi mai mốt mình sẽ đi quay những cái nơi khác ha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái video tiếp theo. Xin chào.